Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, ai sẽ là người chiến thắng trong bài Speed Test ngày hôm nay của mình? Thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới phần comment nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video Speed Test iPhone 12 Pro và iPhone 11 Pro. Kết quả thì mình nghĩ là các bạn cũng biết rồi. Ok, bắt đầu thôi. Hiện tại thì như các bạn có thể thấy, bên tay trái của mình sẽ là con iPhone 11 Pro và bên tay phải của mình sẽ là con iPhone 12 Pro. Và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành khởi động hai con máy này lên để chúng ta có thể bắt đầu bài test của mình nhé. Rồi, ok. Cả hai chiếc máy đều đã lên. Và lúc nãy thì bạn có thể thấy con iPhone 11 Pro thì nó chớm lên trước. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng thử xem là cái chiếc máy nào sẽ khởi động lên trước nhá. Rồi, và như các bạn có thể thấy iPhone 12 Pro nó đã lên màn hình trước. Và bây giờ mình sẽ vuốt lên luôn. Và tiếp theo đó chính là con iPhone 11 Pro. Trước khi mà mình bắt đầu những cái video test của mình thì mình cũng nhắc sơ qua về cấu hình của hai sản phẩm này. Đầu tiên đối với iPhone 11 Pro thì nó sẽ sử dụng con chip A13 Bionic, đi kèm vào đó là 4GB RAM, với lại là sẽ có cái màn hình nhỏ hơn là 5.8 inch. Rồi, còn với cái con iPhone 12 Pro thì nó sẽ sử dụng con chip đó chính là A14 và sử dụng đó chính là 6GB RAM, đi kèm vào đó là cái màn hình của nó thì cũng sẽ bự hơn với cái tỷ lệ là 6.1 inch. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào video test. Thì những cái ứng dụng thì mình cũng đã chuyển sang một cái tab ở phía bên này hết rồi. Và đầu tiên thì bạn có thể thấy mình sẽ test những cái ứng dụng mà mặc định trước, ví dụ như là nghe gọi nè. Và ở trên này thì mình cũng đã có chuẩn bị sẵn những cái app game để có thể tiến hành test cho các bạn. Tí nữa thì mình cũng sẽ bật phần camera lên luôn cho các bạn có thể dễ dàng nhận diện nhé. Rồi, mình sẽ thử những cái kết nối trước. Thì ở đây các bạn có thể thấy pin thì chúng ta sẽ không có quan trọng về việc là pin nó bao nhiêu phần trăm speed test mà đâu quan trọng đâu. Ở đây thì những cái kết nối mình cũng đã bật tương đồng với nhau. Đầu tiên là mạng wifi, bluetooth nè, khóa xoay và không làm phiền. Thì ở wifi thì mình sẽ truy cập vào coi thử là dùng wifi nào. Đó chính là Studio 1 của S-Channel. Rồi, mình sẽ tắt AirDrop luôn, không nhận. Đó, để cho nó đồng đều với nhau. Tiếp tục thì mình sẽ coi thử là có cái ứng dụng nào chạy nền hay không. Đây, thì mình sẽ tắt nó luôn. Rồi, và sau khi đã đồng đều hết thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành test. Thì đầu tiên mình cũng sẽ sử dụng những cái ứng dụng rất là bình thường của một cái chiếc máy, nghe gọi, lướt web các thứ. Và sau đó thì mình cũng có chuyển sang một cái tab game nằm bên này để mình có thể tiến hành test cho các bạn nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài video của mình thôi. Rồi, ok. Và đầu tiên đó chính là ứng dụng điện thoại 321, truy cập vào. Rồi, đối với những cái ứng dụng như thế này thì nó sẽ khá là đơn giản và rất là nhanh để bạn có thể truy cập vào ngang nhau. Rồi, về Safari và 321 vào luôn. Ok. Ở đây thì Safari mình có cái trang web thì mình sẽ tắt nó đi luôn. Và tí nữa chúng ta sẽ để thử nó có chạy ngầm hay không. Rồi, tin nhắn 321 truy cập vào. Tin nhắn. Rồi, khá là ngang nhau, khá là tương đồng với nhau. Tiếp tục đó chính là ứng dụng Apple Music, 321 vào. Ok. Rồi, và cả hai máy đều vào cùng một lúc. Tuy nhiên thì cái này á, do mình chưa set up cho nên là nó sẽ tốn một cái khoảng thời gian để nó truy cập vào thôi. Mình sẽ bấm là để sau, để tí nữa là mình test chạy ngầm nhá. Tiếp tục đó chính là phần camera, 321 vào. Rồi. Đó, và bạn có thể thấy cái chiếc iPhone 12 Pro của chúng ta thì nó sẽ bật nhanh hơn và nó sẽ lấy nét nhanh hơn so với cái chiếc iPhone 11 Pro. Một điểm dành cho iPhone 12 Pro. Rồi, quay trở lại màn hình và chúng ta sẽ cùng đi đến với ứng dụng ảnh và 321 vào. Ok, có những cái tấm ảnh của mình nó hơi bựa, các bạn đừng quan tâm. Rồi, và cả hai máy đều đồng đều với nhau về việc truy cập vào ứng dụng ảnh. Rồi, và sau khi chúng ta đã thử test những cái ứng dụng mà các bạn thường xuyên dùng hàng ngày rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái app. Đó, và đây mình sẽ chuẩn bị cho các bạn những cái app như thế này. Và bắt đầu với GripBand 5 Pro thì đây sẽ là một cái ứng dụng về việc đó chính là đo hiệu năng của cái chiếc máy. Thì mình sử dụng bản Pro luôn, mình cũng hay dùng á. Ok, và chúng ta sẽ truy cập vào nhé. Và 321 vào. Rồi, với GripBand 5 Pro, hai máy của mình vào khá là tương đồng với nhau. Mình sẽ sang History. Thì chúng ta sẽ xem điểm hiệu năng của hai cái chiếc máy này. Rồi, và đây, ngày đo ngày 30 nè, chúng ta sẽ truy cập vào. Thì các bạn có thể thấy về cái điểm đơn nhân, ở đây chúng ta cũng đã có cái sự chênh lệch khá là lớn. Khi mà cái chiếc iPhone 11 Pro chỉ dừng ở 1334, còn cái này là 1604. Đó, và đa nhân thì cái chiếc iPhone 12 Pro của chúng ta nó cũng cao hơn. Về cái
bản cập nhật phần mềm thì ở đây mình có sử dụng cái phiên bản iOS 14.1 cho cái con iPhone 12 Pro và cái phiên bản iOS 14.0.1 cho cái con iPhone 11 Pro. Mình nghĩ là cái phiên bản 14.0.1 thì nó sẽ ok hơn, cho nên mình để đó mình dùng luôn và mình dùng cái bản 14.1 cho con iPhone 12 Pro tại vì lúc đập hộp ra nó đã chạy phiên bản này rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến tựa game đầu tiên, Archero. 3, 2, 1, ai sẽ thắng đây? Vào tên tên tên. Rồi, và như các bạn có thể thấy iPhone 12 Pro đã vào trước và chúng ta đã có thể bắt đầu chơi rồi. Quay trở lại màn hình home screen và tiếp tục với Tsunami thì chúng ta sẽ truy cập vào luôn. 3, 2, 1, vào. Ok, chiếc máy này sẽ vào trước và iPhone 12 Pro cũng sẽ vào trước. Và đương nhiên rồi, nó tới dùng con chip A14 và tới tận là 6GB mình sẽ vào trò chơi luôn. Đó, và tí nữa chúng ta sẽ thử đa nhiệm sau. Rồi, tiếp tục đó chính là tựa game Angry Birds 2. 3, 2, 1, vào. Đối với Angry Birds 2 thì sao? Và iPhone 12 Pro cũng đã vào nhanh hơn một tí xíu. Tuy nhiên thì đường dài mới biết ngựa hay các bạn à. Chúng ta sẽ đợi cái chiếc hai chiếc máy của chúng ta nó load game thử. Và như vậy thì iPhone 12 Pro đã truy cập vào xong. Đó, vào luôn cả màn hình chơi game luôn rồi. Và con iPhone 11 Pro bây giờ mới vào. Ok, quay trở lại màn hình home screen và chúng ta sẽ cùng đi đến với tựa game tiếp theo. Đó chính là Plants vs Zombie 2. 3, 2, 1, vào. Ok, đối với tựa game Plants vs Zombie 2 thì iPhone 12 Pro cũng đã dẫn trước. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đợi một tí. Cái phần load game này mới là phần quan trọng. Và như các bạn có thể thấy, iPhone 11 Pro vào trước. Đó, ok. Và bây giờ sẽ là một điểm tiếp theo dành cho con iPhone 11 Pro của chúng ta. Và tựa game tiếp theo đó chính là Dumb Way to Die 2. 3, 2, 1, vào. Và chúng ta sẽ cùng đợi một tí Dumb Way to Die 2. Và như vậy thì cả hai máy đều khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên thì chữ Play nó đã hiện lên trên con iPhone 12 Pro trước, cho nên là một điểm nữa dành cho iPhone 12 Pro. Play luôn. Rồi, và chúng ta sẽ đợi nó load. Ok, cả hai máy đều xong và quay trở lại màn hình home screen. Tựa game tiếp theo, một tựa game nặng đầu tiên đó chính là Liên Quân Mobile. 3, 2, 1, truy cập vào. Rồi, và chiếc máy nào sẽ vào trước? Chiếc máy nào sẽ vào trước đây? Cả hai máy đều đang load và iPhone 12 đang nhanh hơn một xíu. Và iPhone 11 Pro của mình đã vào tới cái phần bắt đầu rồi. Cái phần này mình còn phải setup một tí nữa, cho nên là mình sẽ để cái phần này luôn để yên nó nằm đây. Rồi, tựa game tiếp theo PUBG Mobile. 3, 2, 1, vào. Ok, và chúng ta sẽ cùng xem thử PUBG Mobile thì cái chiếc máy nào sẽ chiến thắng. Và cái chiếc iPhone 12 của chúng ta đã hiện lên chữ PUBG trước. Đang kiểm tra bản cập nhật rồi và iPhone 12 Pro cũng đã vào xong. Ok, và nó đã dẫn trước so với con iPhone 11 Pro. Rồi, tựa game tiếp theo, một tựa game đua xe mà các bạn rất là thích, chính là Asphalt 9, cũng rất là nặng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào. 3, 2, 1, pew. Và chúng ta sẽ cùng đợi xem iPhone 12 đã nhanh hơn một xíu rồi nè. Nhưng mà mình đã nói đường dài mới biết ngựa hay các bạn ạ. Đang load rồi, đang cả hai đều đang load. Các bạn đặt kèo với iPhone 12 Pro hay là các bạn đặt kèo với iPhone 11 Pro nè. Ok, và chúng ta sẽ cùng đợi một tí. Mình hy vọng là nó sẽ không bị lỗi. Và như vậy iPhone 12 Pro đã vào trước. Và tựa game tiếp theo đây chính là Call of Duty. 3, 2, 1, vào. Rồi, và đây, iPhone 12 Pro đã nhanh hơn một tí xíu và đang load game rồi. Đang load rồi. Và cái thanh màu vàng này đã chạy được hơn một nửa và cái chiếc iPhone 11 Pro của mình mới bắt đầu chạy. Rồi, và chúng ta sẽ cùng đợi xem là iPhone 11 Pro có lật kèo hay không. Mình thấy khả năng rất là thấp. Rồi, ok. Và iPhone 12 Pro của mình đã load xong cái phần đầu tiên và cái chiếc iPhone 11 Pro của mình cũng đã load xong một cái phần rồi và nó sẽ dừng lại ở cái màn hình như thế này. Trong khi đó cái con iPhone 12 Pro của mình vẫn còn load, tuy nhiên thì lúc nãy nó đã được truy cập vào đầu tiên rồi. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể chấm iPhone 12 Pro đã truy cập vào xong, tại vì nó còn một cái phần cập nhật nữa. Và tựa game cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với bạn trong bài test lần này đó chính là Genshin Impact. Một cái tựa game mà phải gọi là nó hủy diệt hoàn toàn tất cả những cái chiếc flagship hoặc là những cái chiếc máy mạnh nhất. Cũng rất là đau đầu với nó. Thì chúng ta sẽ truy cập vào nhé. 3, 2, 1, vào luôn. Ok, Genshin Impact. Chiếc máy nào sẽ vào đầu tiên? Và iPhone 12 Pro đã nhanh hơn một tí xíu. Genshin Impact.
Chiếc máy nào đây, chiếc máy nào đây? Chúng ta sẽ cùng đợi nhé. Đây là một cái tựa game mà mình phải nói là rất là hot trong thời điểm hiện tại luôn á các bạn ạ. Ở văn phòng ai cũng chơi tựa game này. Rồi và như các bạn có thể thấy thì cái chiếc iPhone 12 Pro của mình thì nó cũng đã bắt đầu rồi. Đã kêu mình là bấm vào bắt đầu rồi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đợi cái con iPhone 11 Pro của mình nó truy cập vào nhé. Nhấn vào để vào nè. Ok. Và như vậy thì iPhone 12 đã về xong và đang load những cái bước cuối cùng của tựa game Genshin Impact này. Ok, và tự trung lại thì qua cái tựa game này, qua những cái ứng dụng đầu tiên mà mình test và qua những cái tựa game mà mình đã test thì cái chiếc iPhone 11 Pro của mình nó chỉ thắng duy nhất ở cái tựa game như mình nhớ là Plants vs Zombie. Cái chiếc iPhone 11 Pro nó sẽ thắng. Còn lại hoàn toàn thì iPhone 12 Pro sẽ thắng hết trong tất cả các cái cuộc chiến này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với round 2, đó chính là cái round về thử đa nhiệm của những cái chiếc máy này để thử xem là nó có chạy đa nhiệm tốt hay không nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu lại với những cái app nhẹ nhàng trước, điện thoại. Rồi, đương nhiên rồi, cái này mà load lại chả biết load gì. Rồi, Safari vào. Rồi, ok, cũng không load lại gì cả. Tin nhắn cũng chả có gì. Apple Music, rồi. Đó, và cả hai máy đều vào ngay lập tức luôn, không load lại Apple Music. Tiếp theo đó chính là camera vào. Rồi cả hai máy đều vào ngang với nhau và cùng bắt nét. Phần ảnh rồi đều không có load lại. Thực ra những cái ứng dụng này á, nó sẽ không phải là load lại mà mình sẽ bật lại cho các bạn để mà nó đầy RAM nhiều hơn, để mà mình qua test game thì nó sẽ thú vị hơn đó. Và bây giờ sẽ tới phần đó chính là test game. Thì cái tựa đầu tiên mà mình sẽ test đó chính là Gripband 5 Pro. Nó không phải là game, nó là ứng dụng đo hiệu năng. Vào nhá, 3, 2, 1, vào. Ok, cả hai máy đều đang bị lỗi về cái ứng dụng Gripband 5 Pro. Rồi, tựa game đầu tiên, Achero, vào. Cả hai máy đều phải load lại cái tựa game nhẹ nhàng này. Tiếp tục, tựa game Tsunami, vào. Rồi, và cái chiếc iPhone 12 Pro của mình đã không phải load lại cái tựa game Tsunami mà cái chiếc 11 Pro đã phải load lại. 1-0 dành cho 12 Pro. Ok, quay trở lại màn hình home screen và chúng ta sẽ đến với tựa game Angry Birds. Và cái chiếc iPhone 12 Pro của chúng ta đã không phải load lại tựa game Angry Birds. 2-0 dành cho iPhone 12 Pro. Tựa game thứ ba đó chính là Plants vs Zombie 2. Và đương nhiên iPhone 12 Pro cũng không phải load lại. Tới tận 6GB RAM các bạn ạ. 6GB RAM trên iOS nó rất là quyền lực, chứ không phải 6GB RAM trên Android đâu. Rồi, tiếp tục Don't Wait to Die, vào. Và Don't Wait to Die thì iPhone 12 Pro cũng không phải load lại cái tựa game này. Mình nghĩ ít nhất iPhone 11 Pro nó cũng phải được 2-3 tựa chứ ta. Sao yếu dữ ta. Ok, Liên Quân Mobile, vào. Và Liên Quân Mobile thì con iPhone 12 Pro của mình vẫn ở cái màn hình mà lúc nãy mình dừng, và nó cũng không phải load lại cái tựa game này. Rồi, quay trở lại màn hình home screen và chúng ta sẽ đến với PUBG Mobile, vào. Và PUBG Mobile cũng không phải load lại. Ok. Rồi, tiếp tục iPhone 9, ai sẽ là người giành chiến thắng, vào. Và vẫn là iPhone 12 Pro giành chiến thắng với tựa game iPhone 9, và cái đèn của mình thì cũng đã bị lật. Ok, quay lại màn hình home screen và chúng ta sẽ cùng đi đến với tựa game tiếp theo. Lúc nãy là hòa nha các bạn. iPhone 9 cả hai máy đều phải load lại do cái đèn nó bị ngã, cho nên là mình mất tập trung một tí xíu. Rồi, tựa game tiếp theo Call of Duty, vào. Và Call of Duty, cái chiếc máy của mình vẫn không phải load lại. Wow, và iPhone 11 Pro vẫn phải load lại nè các bạn, vẫn đang chạy nè. Ok, và chúng ta sẽ cùng đi đến với tựa game cuối cùng Genshin Impact, vào. Ok, và với Genshin Impact thì như các bạn có thể thấy cả hai máy đều phải load lại. Tuy nhiên thì cái chiếc iPhone 12 Pro của mình á thì nó lại nằm ở cái màn hình chờ, xong nó báo lỗi mạng, nó load lại. Còn cái bên này á thì nó lại load lại từ đầu luôn. Có nghĩa là cái chiếc iPhone 12 Pro của chúng ta dù sao nó bị load lại, nhưng mà nó vẫn mạnh hơn một tí xíu về cái việc quản lý về RAM. Mình nghĩ nó báo lỗi là do là mạng của mình nó không ổn định á, cho nên là nó báo lỗi, cho nên nó phải load lại thôi. Chứ còn nếu như mà mạng ổn định một tí xíu thì nó vẫn sẽ load được và không, nó sẽ không bị load lại. Rồi, đó. Và đó sẽ là tổng kết về cái bài test này của mình. Ok, và như vậy thì mình vừa hoàn thành xong bài speed test.
giữa con iPhone 12 Pro và con iPhone 11 Pro mình đang cầm ở trên tay. Sẽ có một số bạn nói là tại sao mình không cập nhật lên cái phiên bản iOS 14.1 luôn. Thì mình nghĩ là tại vì cái máy này nè mình nhận về là iOS 14.0.1, cho nên là mình nghĩ là thôi cứ để đó thì chúng ta sẽ test luôn, chứ không quan trọng về việc là chúng ta phải cập nhật lên nó ngang nhau. Và thêm một điều nữa, đấy chính là những cái bài speed test này thì nó sẽ mang tính chất tham khảo là nhiều, chứ chúng ta cũng đừng vin vào nó và chê iPhone 11 Pro làm gì. Mặc dù là nó yếu hơn thật, nó cùi hơn thật, nhưng mà các bạn cũng đừng chê nó, tại vì chê nó Tim Cook sẽ buồn. Đó, các bạn chi tiền mua iPhone 12 thì Tim Cook sẽ vui hơn. Và đặc biệt đó chính là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Series thì đang được cho reorder tại chuỗi cửa hàng của 7F với mức giá cực kỳ ưu đãi. Và thông qua bài test của mình thì bạn cũng đã biết được là con chip A14 với con chip A13 nó khác nhau như thế nào, và cái việc nâng cấp lên 6GB so với 4GB của con iPhone 11 Pro nó quan trọng ra sao. Và thực sự cái việc mà 6GB trên một cái chiếc máy sử dụng hệ điều hành iOS, đó là một cái điều gì đó mà phải gọi là rất là vi diệu, các bạn hiểu không? Rất là vi diệu và nó đóng vai trò rất là quan trọng. Mặc dù 6GB thôi nhưng mà nó không có lốt lại bất kỳ một cái tựa game nào hết. Và cái việc này sẽ không xảy ra trên cái thế giới của Android. Đó là một cái điều mà mình vẫn thích Apple, mình vẫn thích iPhone, mình vẫn thích iOS tới thời điểm hiện tại. Và các bạn cảm thấy sao về bài speed test này, và các bạn muốn mình speed test với con máy nào nữa thì hãy comment với mình ở phía bên dưới. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.